Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em có con quýt lộ mái nha. Thường mấy bản này bán số đầm nhiều. Cơ cót ha, cót tay. Mình lên cót tay là chạy thôi. Có ổ cót này nè. À, cọc số La Mã. Cái máy là màu vàng nhưng mà em sẽ bán máy trắng. Tự máy không dập hiệu vậy đó. Thì bán em báo gì để chi để mình bán đỡ anh em mình đỡ mất thời gian hỏi máy này máy kia nha. Đó, anh em xài máy biết rồi. Thường mấy dòng này là anh em ta mua số đầm nhiều nè. Cái máy chạy đã không? Nhưng em ta người ta ngắm thôi, cầm cái con cơ ta ngắm chạy thiết kế bộ máy nhìn kỳ công nha. Mặt sau đây vẫn là lỗ máy sau thôi, máy trước máy sau này mới lắm. Quýt ha, quýt cơ cốt cọc số La Mã cổ điển. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là 42.5 mỏng 11 đi 6. Anh em bán 450 mã Q40 nha, 450k Q40 ha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.